Kinh Bạch Sư cho con hỏi, thử lòng người khác có phải là việc nên làm hay không? Bản thân con đã từng bị thử và trong trường hợp đó con không những thấy không vui mà còn rất tức tối vì nghĩ mình đã bị dụ. Vì con không thấy vui nên con nghĩ người khác sẽ không thấy vui khi bị thử, nên con suy ra đây là việc làm bất thiện. Nhưng con quan sát trong đời sống thì thấy sếp thử lòng, thử việc nhân viên, vợ chồng thử lòng chung thủy lẫn nhau, những vị sư thử những vị tập sự xuất gia và nhận được một số lợi ích lâu dài. Vậy xin sư chỉ dạy cho con được rõ. Quý vị ở trong để coi như là trong Tương Ưng Kinh có nhắc đến hai con voi. Cái con voi lớn nó xuống dưới hồ, ao sen, nó tắm ở dưới đó rồi nó ngắt cái hoa sen rồi và nó ăn. Nhưng rồi cái con voi con nó cũng bắt chước theo, nó xuống dưới rồi nó cũng tắm rồi nó ngắt cái bông sen nó ăn. Nhưng mà con voi lớn nó không đau bụng, mà con voi con nó đau bụng. Bởi vì sao? Bởi vì con voi lớn khi mà nó ngắt cái bông sen nó rửa sạch cái bông sen để cho bông sen không có dính bùn nữa. Cái thân sen nó không dính bùn nữa thì nó mới ăn nha. Còn cái con voi con nó bắt chước mà nó bắt chước không tới, thành ra nó cũng nhổ nhưng mà nó ăn trong khi xe nó vẫn còn dính bùn, thành ra con voi con đau bụng. Có nghĩa là sao? Mình coi chừng mình bắt chước không tới. Những vị mà có khả năng các vị đó biết được cái khả năng của cái người mình thử như thế nào, và họ biết họ phải thử ra làm sao để mà được cái hiệu quả mong muốn. Còn mình á, mình chỉ bắt chước thôi, nhưng mà cái khả năng mình không có đó, thì nó đủ thứ tai hại hết trơn. Mà ở đây ở như trong kinh xà dụ á, thì nó giống như là mình bắt rắn mà mình bắt không đúng cách bị rắn cắn vậy đó nha. Thử cũng vậy thôi. Thành ra mình muốn thử mình phải biết cái giới hạn của người ta và cái khả năng của người ta như thế nào mình mới thử, chứ không phải mình không có cái gì hết mà mình thử thì nó kẹt lắm. Nhắc sự nhớ đến có lần cái hôm đó là hôm lễ, hình như là cái lễ dân y năm nào đó. Sư cả đưa sư một cái sắp âu thơ với cái sắp tiền. Nhờ sư là mở bao thơ ra, rồi mỗi bao thơ nhét tiền vô để cúng dường các sư mà đến dự á. Khi mà sư mở ra từng cái như vậy đó thì ở giữa trong đó tự nhiên nó có một cái bao thơ nó còn sót 200.000 ở trong. Thì sư lúc đó sư cũng rất là vô tư. Sư nói sư cả ơi, cái này nó còn kẹt là 200.000 nè. Sư cả lấy ra đưa sư cả, chuyện bình thường thôi. Nhưng mà xong chuyện rồi đó, khi mà về sư mới nghĩ có khi nào thử mình không ta. Tại vì cái chuyện này đó, nếu như mà mình không có bằng chứng, tức là làm sao nếu như mà mình phát hiện ra thì coi như quên. Còn nếu như mà mình không phát hiện ra thì coi như cái đó coi như thử á. Thì đó cũng là những cái cách hay. Nhưng mà dù sao thì mình nếu như là thử thì đương nhiên cũng không vui, tại vì giống như là không có tin tưởng nên mới thử. Nhưng mà trong cái vai trò có đôi khi là mình cần thử như vậy, nhưng mà mình phải biết mình là ai. Như là trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, cái vị A La Hán nha, vị A La Hán khi mà ngài Milanda đó, ngài Nagasena ngài đến thì cái vị A La Hán này thử ngài bằng cách gì? Để mà ngài đổ nước cho đầy là vị này đổ hết nước ra. Để mà vị này sắp cho nó ngay ngắn là vị này phá đi. Làm như vậy liên tục một thời gian dài. Nhưng mà ngài Nagasena khi đó vẫn còn là sa di, ngài không hề có một sự oán giận, không hề trách lỡ tại sao thầy mình vô lý đến như vậy nha. Nhưng mà Ngài vị A-la-hán này thì đương nhiên A-la-hán đâu có chơi ngắn, nhưng mà Ngài thử để mà Ngài kiểm tra coi cái khả năng kham nhẫn của vị này tới đâu. Và khi mà thấy cái con người này được rồi đó, thì vị A-la-hán mới dạy cho Ngài Nagasena cái tạng A-tỳ-đàm là cái tạng khó nhất. Đó. Thành ra thử thì không có cấm thử, nhưng mà mình phải biết mình là ai. Có người thử được, có người thử không được. Có người có tư cách thử, có người không có tư cách thử nha. Thử lòng, thử này nè, thử lòng á, thử như này nọ là nó không, nhiều lúc á nó không có bậy, nó nhiều lúc cũng, nhưng mà không nên lạm dụng. Tại vì mình giống như mình nói thì con người ta tham sân si mà tự nhiên đem thử tham sân si thử gì, giống như bây giờ mình thử tờ giấy nó có cháy không, mình đem lửa mình đốt mình thử cháy không, thua. Thì ai học vi pháp sẽ biết cái tâm đâu phải lúc nào cũng vững vàng, tâm nó học hộ pháp đi. Thí dụ bây giờ thử tôi có kham nhẫn không? Cái lúc tôi vững tâm á thì tôi kham nhẫn, lúc kham tôi phục luôn vô mặt rồi ráng chịu. Lại chọc, tôi đang ngồi thiền lại thọt lét lại chọc. Rồi mình bữa nào mình nhịn được á, tâm mà lúc này lúc khác tùy trường hợp tùm lum hết, sức khỏe nữa. Rồi bây giờ nhịn được 2-3 lần, tôi nhịn được làm tới quất vô mặt luôn á. Thì biết hồi xưa có lúc mấy năm trước á, có cái cô Phật tử đó, nửa đêm cô gọi tôi 2-3 giờ sáng rồi mấy cuộc mình đứt dậy alo viên gì rồi, sư ơi sư chết rồi sư ơi, con thử ông thầy đó mà giờ ông tự tử không, sư ông xém chết vô bệnh viện nè. Cô thử ông thầy đó bằng cách là cô vô cô thân cận rồi cô là quến là ông bằng cái sắc đẹp á, rồi ông thầy ông thương luôn rồi ông cô mới nói tôi thử cô mà sư thầy mà, cái ông đi tự giận luôn, ông cắt cổ, ông đi cắt cổ tay ông tự giận đưa vô bệnh viện. Rồi thấy cái tai hại chứ. Trên sự hành tệ nó mình cái người thử, cái người mà đi thử người khác đó là phải thuộc cái dạng gọi là cao thủ, nghĩa là cái sự hiểu biết nhiều và phán đoán ra cái tình huống và phán đoán ra cái nội công của cái người thử. Cái kêu mấy sư thường nói trở là cái nội công á. Người thử kham nhẫn cũng phải biết. Ví dụ bây giờ một sư thử sự hành tệ thì sư hành tệ đang ngồi thiền cái từ lại sư thọt lát. Từ đọc sách đang làm gì đó. Thì sư cũng phải biết được là sư hành tệ cái mức độ của sư hành tệ tới nào. Ông này có lẽ không chịu được 3 cái à, mà mình chơi 4 cái cái chuẩn bạo á, thì mình phải biết như vậy. Giống như ở nhà mình con cái mình biết đó, mình biết nó cái khả năng nó tới đâu. Nhiều đứa sai nó rửa cái bát không dám sai nó bể hết trơn à. Mình sai rửa bát là bể là mình tốn tiền mình mua. Như vậy đụng tới rửa bát mình dám sai, nhưng mà kiểu nó quét nhà thôi. Cũng vậy. Cái người mà được bị thử, cái người bị thử và cái người thử là cũng phải tùy trường hợp. Giống như mình ngang với bạn mình mà mình trình độ hay là nhận thức các cái mình ngang với bạn mình đầu thử nó thử làm sao, tức là mình không có cái suy tư của mình, cái suy nghĩ của mình, cái đầu óc cái nó không có tới mức không cao trí mình không cao tới nỗi là để mình phán đoán được cái tình huống, để mình hạn lượng cái mức độ để mình thử trên trời sao ta chịu nổi. Và thứ hai nữa quý vị phải biết á, là kế trong kế. Mình thử người ta biết mình thử rồi người ta cố tình người ta làm là mình dính. Làm chính cái người thử á. Chính cái người thử người ta nó là bị kế dính lại cái người khác, cái người bị thử trở thành người thử. Có nghĩa là con mồi là thợ săn, rút cuộc quay ngược lại thợ săn lại là con mồi. Cho nên hãy cẩn thận trong cái việc thử người ta. Ví dụ ship thử lòng nhân viên đó. Nhân viên nó cao thủ mà, nó biết mình ship thử nó làm bộ làm y chang. Làm bộ làm y chang luôn, đóng kịch luôn chứ không phải thiệt tình. Cuối cuộc là ship tin tưởng. Thì thử người ta cũng phải coi chừng. Nếu không mình chính cái người thử chính là cái người nhận lãnh cái kết quả đáng. Khi mà cái người bị thử người ta quay ngược cái cán giáo lại để người ta là kế trong kế. Nó làm suy nhớ tới một cái câu của đời thôi. Tức là gì? Vàng thật thì không sợ lửa, nhưng mà đừng có lấy lửa để thử vàng. Tại có khi mình thử ra vàng giả nó kỳ lắm. Đấy. Nhiều lúc á, nhiều lúc mình nghĩ là cái này đồ xịn nè, mình thử chứ không sao đâu. Nhưng mà lúc tao khuyên đừng có thử, tại vì thứ nhất thử mà không tin tưởng, cái thứ hai là thử cái đồ giả rồi tính sao. Trường hợp này có, trường hợp này có nhiều á. Thử rốt cuộc phát hiện ra vợ chồng mình không có muốn gái thử. Mà trong cái trước đó thì anh chồng ảnh không có suy nghĩ đó đâu, nhưng mà cô này cô hấp dẫn đấy. Hoặc là cái cô vợ trước đó là cổ không có ý định của ngoại tình đâu, nhưng mà tự nhiên mình mướn, mà mình đâu có mướn cái người mà dễ thì nó làm gì, mình phải mướn cái đồ xịn. Mà mướn đồ xịn rốt cuộc là cô vợ cổ chịu không nổi, là cổ ngoại tình. Họ làm xong rồi, làm đạt yêu cầu rồi đó, nhưng mà cái người bị đối xử vậy người ta cũng rất là phiền, rồi người ta sẽ nó mất tình cảm đi. Đấy, cho nên là như nãy sư Chánh Tâm nói, liệu cái công lực của mình nha, yếu đừng có ra gió. Rồi hôm nay thì chỉ tới đây thôi.